là Kim Tiểu Long tới rồi, hoặc là bé Tí Hon tới gì đó. Bé Tí Nị là nhân cháo đậu với dưa mắm chay, dưa leo chay, hủ qua thì ớt qua, hủ qua ghim. Ở cô Linh ăn nhà với cá cơm đó cô Linh. Có cá cơm nè, bạn thấy cá cơm hả? Nào đó trời. Đang lên mạng đó, làm ơn cái mặt vui giùm đó. Rồi, nè, ăn mì của con nè. Vô quay chồng. Đồ ăn cô với nói đời cháu ở đây ngon như cái này, mọi người mai mốt có ghé xuống đây ăn nữa không? Đưa lên mạng làm đó. Cháo đây là có chả đậu xanh với cháo cháo đậu, rất là nhiều món ăn. Nên các cô chú ở nước ngoài mà có về thì ghé vô cái quán này, quán Quỳnh Anh đúng không? Quán Quỳnh Anh, quán này thôi, cho nên là ăn mấy cái quán kia lắm cũng có hàng khẩu vị. Cho nên là tùy theo ý thích của mọi người, nhưng mà Long thấy là ở đây ok với Long. Dưa món chay cũng ngon nữa. Đôi ly cái này ngồi xếp bằng luôn kìa. Chắp tay lại ai gì là phạt luôn nè. Mũi cắn. Đúng rồi. Ngồi tớ hút cười. Giống Hồng Hà Nhi quá. Xong rồi nha mọi người, còn của Nam chưa xong nha. Thì có kệ, rau thì phải có rác. Cái này chuyện này có tóc là chuyện bình thường. Nam thấy là người sáng hôm nay đi sáng nha. Dạ. Ghé đây ăn cháo cả nhà ơi. Cháo đêm, cháo đậu nè, cháo lá dứa nè. Rất nhiều tất cả các món ngon, dưa mắm chay, dưa mắm mặn, cá cơm, tôm kho cũng có hết. Yeah.